Công an điều tra vụ nữ sinh lớp 8 ở Vĩnh Long sinh con. Nữ sinh lớp 8 được đưa vào bệnh viện đa khoa Vĩnh Long khám thì phát hiện có thai và sinh được bé trai nặng 3,3 kg. Ngày 23 tháng 4, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Long Hồ đang điều tra xác định thủ phạm khiến nữ sinh lớp 8 sinh con. Thông tin ban đầu, vào ngày 17 tháng 4, và bé gái 14 tuổi, học sinh lớp 8, được gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa Vĩnh Long thăm khám do đau bụng nhiều. Qua thăm khám, bác sĩ bất ngờ phát hiện bé gái mang thai và sắp sinh. Sau đó, bé gái này đã sinh ra một bé trai nặng 3,3 kg. Sự việc cũng được bệnh viện báo cáo lên Sở Y tế và trình báo công an địa phương. Trước đó, phía nhà trường đã phát hiện nữ sinh có dấu hiệu bất thường nên mời gia đình và em này lên tư vấn. Tuy nhiên bé gái đều nói bản thân bị lên cân. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Long Hồ tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.